Xin chào anh em đang theo dõi kênh YouTube điện năng lượng mặt trời của công ty Big Bang Solar. Wow, hôm nay em làm xuất đi một combo Upgrade nhá. Combo này chạy độc lập cho hệ thống xà lan của anh Hùng đã ở Tiền Giang, đã tin tưởng và đặt hàng bên em nhá. Thì combo em đã setup cấu hình sẵn như sau. Đấy. Ở đây là bao gồm là một máy lúc power SNA 5kW này. Thì tất cả các cái thông tin máy và pin lưu trữ thì em sẽ để dưới phần link mô tả website bên em. Thì mọi người kích vào cái đường link đó thì sẽ có cái thông tin giá sản phẩm này, thông số chi tiết máy và bảo hành luôn ở dưới nhá. Ok, để anh em nắm bắt cái đơn giá và sản phẩm mình cần mua những cái gì. Và trên đấy có gồm những tất cả các cái giá niêm yết sản phẩm của website bên em để trên đấy nhá. Rồi, thì cấu hình của anh Hùng như sau, bao gồm là một máy lúc power và hai cục pin lưu trữ EV và đồng thời là 12 tấm pin năng lượng mặt trời ở First Solar ngoài đây. 12 tấm pin First Solar. Đó, thì em sẽ quay video này và đồng thời là hướng dẫn anh em tự mua về lắp đặt luôn nhé, bảo đóng cổng tự mua về lắp đặt luôn nhé. Đấy, thì ok, thì combo đây hiện tại em đã đầu nối sẵn như sau. Đấy, như hiện tại là máy em đã setup sẵn hết lên trên một cái kệ rồi, thì về lắp đặt cũng khá là đơn giản thôi. Thì như hiện tại thì như sau nha, về lắp đặt thì anh em sẽ kết nối hai cục pin này này, tại vì khi bỏ hàng lên xe á, thì em sẽ bỏ cục pin ra bỏ vào thùng và để hai cái đầu dây lên trên máy thôi. Máy này, đầu dây lên trên máy này, dương này, và âm này, đầu này lên trên máy này. Đấy thì em sẽ bỏ ra, tại vì nó nặng lắm, không có thể khiêng lên xe tải được luôn đâu. Thì em sẽ bỏ hai cục pin ra, bỏ lên trên, bỏ vào cái thùng. Rồi còn máy thì vẫn để nguyên lên trên kệ như này, được em cuốn băng keo lại thôi. Đấy. Thì khi đến đó thì khách hàng sẽ lắp lại giùm em nhé, đầu nối lại cái dây này. Hai cục pin thì chúng ta sẽ đầu nối cực song song, cực âm hai cực âm lại với nhau này, cực dương lại với nhau này. Đấy. Và dây dương bình đầu tiên thì sẽ đi, em sẽ buộc ở đây, em chờ ở đây để đi lên trên máy. Rồi dây âm ở đây sẽ đi lên trên máy nhá. Khi chúng ta đầu nối vào, chúng ta sẽ bật công tắc lên và chạy thôi. Ok, và tiếp theo là đến phần tủ điện. Thì ở đây em sẽ có cái CBDC 125A này, của pin lưu trữ đi vào đây. Đó, vào đây xong nó vòng ra nó sẽ vòng lên trên đầu cực cộng trừ trên máy đây. Cộng này trừ này, đầu của pin lưu trữ nhá. Lên trên đây, ok. Và tiếp theo một phần nữa là phía đầu ra tải sử dụng vào nhà mình, thì khi pin lưu trữ vào thì cái nguồn đầu ra AC output ở đây này. Đó, trên đây em có ký hiệu rồi, thì em đầu nối như này thì cũng cứ để nguyên như này thôi, không cần phải tháo ra đâu. AC output thì cứ để nguyên đây ha. Và chúng ta đầu đi ra đây thì sẽ đi ra cái CB AC output ở đây, thì chúng ta lấy tất cả tải đi ra cái dưới CB output ở đây nhá. Tải sử dụng chúng ta sẽ lấy ra ở đây, cấp tải sử dụng nhá, CBLS này này. Đó, cái đầu này chúng ta bật lên. Ở dưới đây có điện là chúng ta sẽ lấy nguồn điện cấp tải sử dụng của gia đình mình. Thì con máy ở đây sẽ backup cho chúng ta, backup toàn thời gian là 5kW tải sử dụng. Cái mức backup 5kW tải sử dụng này cũng rất là lớn nha anh em. 5kW tải sử dụng này sẽ dùng được những cái gì? Điều hòa này. Điều hòa thì chúng ta dùng được một đến điều hòa chạy backup 5kW thì phải dùng loanh quanh cũng phải dùng 6 đến 7 con điều hòa đấy. Và chúng ta cộng các cái tải cần thiết trong gia đình mình sử dụng lại, thì bao gồm là điều hòa, tivi, tủ lạnh, quạt gió, bếp từ, ấm siêu tốc, ok, chạy thoải mái không vấn đề gì nhá với con máy 5kW này và hai cục EV này. Đấy, và tiếp theo đến phần tấm pin năng lượng mặt trời thì chúng ta đầu nối như sau, như ở trên đây. Đây ở đây là có tổng cộng là 12 tấm pin năng lượng mặt trời. Thì ở đây là mình sẽ có 6 tấm ở đây ha. 1 tấm này, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm, 6 tấm và 1 PV trên máy nha. 1 PV trên máy thì ở đây nha, em cũng quay video hướng dẫn anh Hùng luôn nha. Cộng này, đây các cực trên tấm pin nha, quanh tròn lại. Thì sẽ có 6 tấm, trên mỗi tấm thì nó sẽ có một cực âm dương. Thì với tấm First Solar thì chúng ta sẽ nối từ cực chúng ta sẽ nối 1 PV trên máy sẽ có 6 tấm này. 6 tấm thì chúng ta nối tiếp hai tấm pin lại với nhau, một này, cực âm sang dương này. Đó, đây sang đây này, một tấm này. Tấm số 1 nối sang tấm số 2 và tấm số 3 nối sang tấm số 4. Đó, nối tiếp hai tấm lại cực âm sang dương nhá. Tại vì ở trên tấm pin này nó sẽ có cực âm dương, chúng ta sẽ nối vào nhau nhá. Và cực số 5, số 6 này, chúng ta sẽ nối sang cực 5, số 6 này, chúng ta nối lại với nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái nối lại với nhau là 3 tổ pin, 3 tấm pin, 3 chuỗi.
và chuỗi nhân 2 tấm trên 1 PV. PV đầu vào trên máy. Đấy, thì chúng ta đấu nối tiếp lại với nhau. Và chúng ta sẽ ra cái MC431 ở đây. MC4D là MC ra cái MC431 ở đây. Thì cái cực dương này này, cực dương trên chuỗi tấm pin số 1 này này. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái MC4 ở đây nhá. Nối vào đây nhá. Thì ở đây thì nó sẽ là rắc nối, thì em đã bấm sẵn hết rồi. Chuỗi số 2 này, tấm số 3 ở đây, cực dương đây, chúng ta sẽ nối vào đây. Đấy. Tấm số 5, cực dương đây, chúng ta nối vào đây. Đấy, còn đến đây là phía cực dương nhá. Cực dương chúng ta sẽ đấu song song lại với nhau nhá, để nâng dòng lên. Còn đến lần cực âm thì nó sẽ có cái MC4i như vậy. Đi xuống. Đây cực âm này. Đấy. Thì chúng ta sẽ nối cực âm của tấm pin số 2 này. Nối tiếp hai tấm và đi đây, nối đây đến nâng dòng lên này. Đấy, chúng ta nối vào đây. Đấy, nối vào đây này. Âm bên này chúng ta sẽ nối vào đây này. Đấy, tấm số 6 chúng ta nối vào đây này. Đấy, các cực âm chúng nối hết lại. Đấy, thì đây là một PV này, PV1 này. Thì xuống dưới đây chúng ta sẽ đi vào cái CB. Và từ CB sẽ lên trên máy. Đây là cái CB này. CB này. CB vào đây là cực, chúng ta sẽ đi vào cực dương này và cực âm này. Ra đây chúng ta lên PV trên máy. P1 trên máy. Và chúng ta lên trên máy chúng ta cũng đi vào cực dương và cực âm trên máy. Đấy, thì như vậy nhá. Đây một chuỗi 6 tấm trên một PV. Thì chuỗi số 2 thì chúng ta cũng làm tương tự y như thế này luôn nhá. Đấy. Thì sẽ thành 12 tấm pin năng lượng mặt trời đi vào 2 PV, 2 MPPT trên máy. Thì ở trên đây thì em cũng đã làm sẵn hết rồi. Đây là cái MC431 này. Đấy. MC431 nhá. Em bấm sẵn hết rồi. Thì chúng ta đi đấu cắm một tấm pin này. Hai tấm pin nối tiếp lại với nhau này, cắm vào cực dương này. Đấy. Này. Của PV1 này. PV2 này. Đấy, hai cái tương tự nhau. Cực âm như vậy luôn nha. Ok. Đó. Đã làm sẵn như này rồi nha. Rồi thì dây ở đây thì chúng ta sẽ em sẽ để cuộn tròn lại với nhau. Thì chúng ta làm chúng ta cân đối đến đoạn nào này để cắt đưa vào tủ điện thì chúng ta sẽ cắt ra nhá. Em sẽ không cắt luôn ở đây. Thì cuộn này sẽ chia đôi, chúng ta cân đối chiều dài và ngắn trên mỗi PV. Thì chúng ta sẽ cắt ra nha. Rồi, thì PV chúng ta đi vào này, cái PV1 á, PV1 như ở đây này. Em có bảo đây. Giữ đây giúp anh bảo. Đây cái PV1 ở đây. PV1 ở đây này, cộng với trừ này. Đấy, khi bắt đầu nối ra một PV thì khi ra đi xuống cái CB á, CB thì đây, PV1 này. Chúng ta sẽ đi PV cộng ở đây này. Cộng ở đây nhá. Em ký hiệu luôn. Tí in một cái tem nữa để cho khách biết nha bảo. Em sẽ in số cộng ở đây và trừ ở đây. Cộng đây trừ đây. PV1 chúng ta đi vào cộng ở đây. Đấy, trừ ở đây. PV2 cộng ở đây, trừ ở đây. Từ dưới đây thì em đã ký hiệu sẵn hết rồi. PV1 cộng này. Đấy, nó sẽ đi thẳng lên trên đây này. Chúng ta đấu vào cái lỗ này giúp em nhá. Và cầu đấu ở trên đấy giúp em nhá. Cộng đây này, trừ ở đây này. PV1, PV2 cộng đây trừ đây này. Đấy. Cộng 2 trừ đây. PV cộng 2 này. Đấy, nó sẽ đi ra đây, đầu ra đây thì nó sẽ đi vào đầu máy inverter trên này nhá. Inverter trên này ha. Em đấu rồi. PV1 cộng này. Trừ này, cộng 2 cộng này, trừ này, đó. Ok. Đấy. Rồi, ok, vậy là xong phần đầu nối ha. Rồi chúng ta sẽ đầu nối như cái theo các quy trình như của em. Thêm nói tổng quan thêm một lần nữa thì với hệ thống này thì cho chúng ta chạy backup 5 kW tải sử dụng. Đó. Và một tháng cho chúng ta thu lại loanh quanh một ngày với hệ thống 12 tấm pin năng lượng phát solar thì một ngày chúng ta thu lại loanh quanh 25-30 kW số điện nha. 25 bình quân 25-30 số điện. 25-30 số điện đấy vừa đồng thời hòa lưới cấp ra tải. Lượng điện dư sử tải sử dụng dùng hết thì nó sẽ lưu vào cục pin lưu trữ. Đấy, pin lưu trữ sẽ bypass rút điện từ pin lưu trữ lên trong trường hợp khi nắng yếu, bức xạ năng lượng mặt trời vào bề mặt tấm pin không có đủ cấp ra cái tải, thì lúc đấy máy sẽ tự điều tiết công suất lấy từ pin lưu trữ lên cấp ra cái tải mình sử dụng. Đấy. Và còn trường hợp vào ban đêm khi mất năng lượng mặt trời không có ánh sáng nữa thì máy sẽ hoàn toàn lấy pin lưu trữ lên để cấp ra cái tải của mình sử dụng nhá. Vì ban ngày lượng điện nắng đang còn dư, PV mình đang lắp cao, cân đối tải giữa ngày và đêm. Tải ban ngày dùng không có hết thì sạc vô pin vô tấm cục pin lưu trữ ở đây. Hai cục ở đây, một cục lưu 5 kg, hai cục lưu 10 kg. Thì hai cục thì chúng ta sẽ xả 80% DOD loanh quanh khoảng 8 kW. Thì 8 kW thì chúng ta chia ra, ví dụ tải như là sử dụng 800W/giờ thì sẽ sử dụng 10 tiếng nguyên một đêm. 800W/giờ là loanh quanh là một cái điều hòa để tải sử dụng trong gia đình mình, tải cơ bản là chúng ta sử dụng thoải mái rồi.
đấy, phục vụ cơ bản những cái nhu cầu thiết yếu. Và sau này trường hợp khi chúng ta muốn cần nâng cấp thêm hoặc tải sử dụng ban đêm thêm, cần nhiều thêm thì chúng ta có thể lắp thêm một cục, hai cục pin nữa đều được. Tại vì ban ngày mình dùng ít điện, ban đêm cái nhu cầu sử dụng mình nhiều hơn thì mình có thể phân bổ lại, nâng cấp lưu trữ để chạy ban đêm, ban ngày dư sạc vào đây. Đấy, sạc vào lưu trữ. Ok. Với cấu hình này tháng lên kênh hay một ngày 25-30 số, tháng lên kênh khoảng 900 kW điện thì tiết kiệm cho chúng ta khoảng 1.8-2.2 triệu tiền điện nha. Ok. Thì đây là hệ độc lập với các hệ Hyric lưu trữ có lưới, thì chúng ta cũng kết nối phía lưới vào, máy có đầu kết nối phía lưới thì chạy sẽ ổn định hơn nha. Và chúng ta có thể cân đối cái chi phí đầu tư, có thể giảm đi hoặc một máy này, một cục, vài tấm pin này với một cục lưu trữ chúng ta có thể chạy rồi. Sau đó chúng ta nâng cấp dần lượng điện, năng lượng mặt trời ưu tiên để pin vẫn ưu tiên cấp tải. Cái lượng điện lấy lưới cuối cùng là nguồn lưới, là nguồn lấy vào cuối cùng khi chúng ta chạy với điện EVN về lưới nha. Vậy cho chúng ta có cái nhu cầu trải nghiệm nâng cấp từ từ với một hệ thống, chứ đùng một cái mà lắp luôn một đống tiền là chúng ta cũng có thể rất là tiếc, đúng không? Thì chúng ta có thể lắp từ từ. Rồi, ok, thì cái cấu hình này phục vụ cho cái hệ độc lập, những nơi không có điện lưới kéo vào này, và cho tàu bè, thuyền xà lan đấy. Và kèm theo đây là những cái phụ kiện lắp đặt ở trên xà lan, mini ray này, mini ray nhá, mini ray để lắp đặt trên các cái thanh sắt ngang và kẹp biên kẹp giữa để bắt tấm pin này. Đó, thì em sẽ chuẩn bị sẵn và hướng dẫn mọi người làm hết. Đấy, tất cả đều nó đều đơn giản, không có khó. Nếu anh em muốn thật sự làm và muốn làm một cái hệ thống cho gia đình nhà mình. Rồi, cái cấu hình em để ở dưới phần mô tả nhá, và bảng cái giá chi tiết em để ở dưới luôn nhá. Khách hàng có nhu cầu quan tâm mua hàng thì liên hệ đến công ty Big Bang Solar, số điện thoại 0888999084 hoặc số điện thoại 0976787608. Để được báo giá, hỗ trợ cái giá tốt nhất ha. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh YouTube của em. Hay thì cho em xin một like và đăng ký ha.